Trong những ngày tháng 7 âm lịch, chùa Băng Long ở thủ đô Viêng Chăn, Lào như khoác lên màu áo mới với rực rỡ cờ ngũ sắc, băng rôn chào mừng đại lễ Vu Lan. Điều đặc biệt, khóa lễ diễn ra với sự tham dự của Chư Tôn Đức Liên minh Phật giáo Lào và Phật giáo Việt Nam, hình ảnh mà khó có thể thấy trong 2 năm qua do dịch Covid-19. Tôi cảm thấy rất là vui được nhìn thấy các đạo hữu Phật tử, các vị đại biểu khách quý, rồi Chư Tôn Đức Tăng Ni ở Việt Nam cũng như là Chư Tôn Đức Tăng Ni ở Liên minh Phật giáo Lào đã cùng đến đây tham dự cái đại lễ Vu Lan Phật đình 2566 tại chùa Băng Long. Cảm thấy rất ấm áp và tình người, cũng như là cảm thấy mọi người rất là vui vẻ, hoan hỷ. Hàng trăm Phật tử Việt tại Lào đã có mặt ở chùa từ sáng sớm. Họ mong chờ được cùng nhau tụng kinh Vu Lan, nghe giảng về chữ hiếu dưới mái chùa Việt. Và đặc biệt, những người đồng hương có cơ hội được gặp mặt đông đủ, tâm sự những câu chuyện vui buồn ở cuộc sống xa xứ. Dịp này, Phật tử Việt tại Lào cũng trang nghiêm dâng pháp y cúng dường, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được pháp thọ tăng long.